Bật mí toàn bộ về thú cưng Sushi sẽ xuất hiện tại Play Together. Trứng Sushi là một item mới sẽ xuất hiện tại đảo Kaia vào ngày 26 tháng 8. Khác với thú cưng nở từ trứng, bạn có thể làm trứng Sushi và thú cưng Sushi tại xưởng chế tác tại khu vực Plaza. Sau khi làm nở trứng Sushi, một trong số thú cưng Sushi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Bạn cũng có thể chế tạo thú cưng Sushi mong muốn bằng cách thêm các nguyên liệu đặc biệt vào trứng Sushi. Bật mí các nguyên liệu này sẽ được tìm thấy ngẫu nhiên tại các vị trí trên đảo Kaia hoặc có được khi bạn câu cá và chúng ta sẽ có 8 loại thú cưng sushi mới. Một trong những nơi xuất hiện nguyên liệu này chính là bờ biển. Hãy chăm chỉ đi dạo trên đảo Kaia để bắt gặp những vật phẩm này nhé!